Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cuộc tấn công của Iran đánh dấu một bước ngoặt mới trong xung đột khu vực, khiến căng thẳng giữa Israel và các quốc gia đồng minh Iran tiếp tục gia tăng. Tình hình hiện nay ở Trung Đông dường như đang khá hỗn loạn. Israel đã và đang tiến hành nhiều động thái quân sự cứng rắn và không có ý định dừng lại. Gần đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã ném bom bốn quốc gia và vùng lãnh thổ cùng một lúc gồm giải Gaza của người Palestine, Liban, Yemen và Syria. Dù cách xa nhau tới 2.000 km, nhưng Houthi và Israel liên tục tấn công lẫn nhau. Với Syria, Israel không chỉ thường xuyên thực hiện các cuộc không kích vào nước này, mà còn bị cáo buộc là đã bắt đầu ám sát các chỉ huy quân sự của chính phủ Syria. Quân đội chính phủ Syria không tham gia vào cuộc xung đột Israel-Hamas hay Israel-Hezbollah nhưng chính quyền Israel dường như không có ý định để Syria trung lập. Giờ đây, lực lượng phòng vệ Israel đang tấn công khắp nơi, đơn giản là họ không cho đối thủ của mình cơ hội sống sót. Cuộc xung đột giữa người Ả Rập và Israel vẫn tiếp tục, cuối cùng sẽ là kết quả sinh tử. Trong khi đó, việc Iran phóng hàng trăm quả tên lửa đạn đạo vào Israel trong một cuộc tấn công bất ngờ đã làm dấy lên nguy cơ bùng nổ cuộc xung đột toàn diện trực tiếp giữa hai trong số những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở Trung Đông. Cuộc tấn công đã gây ra phản ứng từ cộng đồng quốc tế, cả Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu EU đều nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn. Về phía Mỹ, tổng thống Joe Biden đã có phản ứng mạnh mẽ và tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã tham gia hỗ trợ Israel bắn hạ các tên lửa từ Iran. Ông cũng khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Israel hết mình. Về phần mình, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng bày tỏ sự đồng tình khẳng định bà ủng hộ quyết định của ông Biden và nhấn mạnh sự cam kết không lay chuyển đối với Israel. Tuy nhiên, trong khi chính quyền Biden đã tránh đưa ra quan điểm rõ ràng về việc liệu Israel có nên đáp trả mạnh mẽ hay không, nhiều quan chức và nhà lập pháp từ cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đã lên tiếng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham gọi cuộc tấn công của Iran là điểm giới hạn và kêu gọi phản ứng mạnh mẽ. Ông đề nghị các cơ sở lọc dầu của Iran nên bị tấn công để làm suy yếu nền kinh tế nước này và ngăn chặn các hành vi tấn công tiếp theo. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cũng kêu gọi chính quyền Biden đưa ra thông điệp mạnh mẽ tới Iran và thúc đẩy hành động ngăn chặn bạo lực thêm. Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran vào Israel, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi giảm căng thẳng trên toàn khu vực vì sự an toàn của tất cả thường dân. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel nhấn mạnh đây là mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Ông nói, vòng xoáy căng thẳng nguy hiểm ở Trung Đông phải dừng lại, một cuộc xung đột khu vực không có lợi cho bất kỳ ai. Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell, EU đã lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Ông cảnh báo, chu kỳ nguy hiểm của các cuộc tấn công và trả đũa có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, cần phải ngừng bắn ngay lập tức trên toàn khu vực. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel và yêu cầu chấm dứt vòng xoáy bạo lực. Trong khi đó, tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lại kiên quyết bảo vệ cuộc tấn công của nước này và cảnh báo mạnh mẽ đến Israel. Ông Pezeshkian cho biết, cuộc tấn công này là để bảo vệ lợi ích và công dân Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran không phải là một bên hiếu chiến nhưng kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa. Đây chỉ là một góc sức mạnh của Iran đừng tham gia vào một cuộc xung đột với Iran. Ngay sau cuộc tấn công, Iran cũng cảnh báo sẽ tấn công Israel một lần nữa và có khả năng là các mục tiêu của Mỹ nếu Israel đáp trả cuộc tấn công từ Tehran. Trong khi đó, các nhóm dân quân thân Iran ở Iraq đã cảnh báo rằng các căn cứ của Mỹ tại đó có thể là mục tiêu. Lực lượng Hamas đã ca ngợi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran là hành động đáp trả những tội ác liên tục của lực lượng kiểm soát đối với người dân trong khu vực và để đáp trả cho máu của những người anh hùng tử vì đạo của đất nước. Người phát ngôn của Houthi ở Yemen, Mohammed Abdul Salam cũng hoan nghênh hoạt động quân sự của Iran, đồng thời cho biết hành động này thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine và thách thức quyền bá chủ của Israel trong khu vực. Ngoài ra, Ủy ban Điều phối Kháng chiến Iraq cảnh báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng nếu Mỹ can thiệp vào bất kỳ hành động gây xung đột nào chống lại Iran, hoặc nếu Israel thực hiện bất kỳ hoạt động ném bom nào vào không phận Iraq, thì mọi căn cứ và lợi ích của Washington tại Iraq và khu vực sẽ trở thành mục tiêu. Một giờ sau đòn tập kích của Iran, quân đội Israel tuyên bố cuộc tấn công đã kết thúc với một lượng lớn tên lửa bị đánh chặn. Các nhân viên y tế Israel cho biết có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn, trong khi tại bờ Tây, thống đốc thành phố Hussein Hamajan thông tin một người Palestine đã thiệt mạng khi bị các mảnh tên lửa rơi từ trên cao xuống và trúng vào người. Trong thông báo phát đi ngay sau khi Iran phóng tên lửa vào Israel, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bảo vệ Israel và bắn hạ các tên lửa Iran. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các tàu chiến của hải quân nước này đã bắn khoảng 10 tên lửa đánh chặn vào các tên lửa của Iran hướng về phía Israel. Tờ Washington Post dẫn lời một số quan chức lầu năm góc giấu tên cho biết quân đội Mỹ ở Trung Đông không bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngay lập tức đưa ra cảnh báo hậu quả nghiêm trọng đối với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, tôi sẽ không đề cập đến những hậu quả đó là gì, nhưng có những vấn đề mà chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác Israel. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã lên án cuộc xung đột ngày càng lan rộng ở Trung Đông và tuyên bố điều này phải chấm dứt chúng ta cần lệnh ngừng bắn trong khi đó người phát ngôn quân đội israel daniel hagari cho biết cuộc tấn công mới nhất của iran là hành động gia tăng căng thẳng nghiêm trọng và nguy hiểm và iran sẽ phải gánh hậu quả thủ tướng israel benjamin netanyahu nói chúng tôi sẽ tuân theo quy tắc đã thiết lập bất cứ ai tấn công chúng tôi chúng tôi sẽ tấn công lại về phía mình iran cho biết cuộc tấn công này là để đáp trả việc israel Hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng như cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trong vụ đánh bom ở Tehran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bình luận trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công là đòn đáp trả quyết liệt Israel dựa trên các quyền hợp pháp và nhằm thiết lập hòa bình, an ninh ở Iran cũng như khu vực. Truyền thông Iran đăng tải video cho thấy trong bóng đêm, tên lửa được phóng đi hàng loạt từ những địa điểm chưa xác định ở Iran lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRGC cũng cảnh báo sẽ tấn công nghiền nát Israel nếu Tel Aviv đáp trả. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cũng nêu rõ Iran sẽ kiềm chế và dừng tại đây trừ khi Israel vẫn quyết đáp trả. Theo các nguồn tin trong nước và quốc tế, máy bay chiến đấu của không quân Israel IAF đã được phát hiện trên không phận Iraq. Dự kiến một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu chiến lược ở Iran sẽ bắt đầu trong sớm nhất. Theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công có thể nhắm vào những mục tiêu quân sự bao gồm các căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cơ sở hạ tầng chiến lược và bệ phóng tên lửa của Iran. Theo một số báo cáo, máy bay chiến đấu F16 và F35 của Israel sẵn sàng phóng tên lửa tấn công ngay khi đến được tọa độ đã tính toán trên lãnh thổ Iraq. Không phận Iraq đang được sử dụng làm tuyến đường vượt qua những hệ thống phòng không được Iran triển khai cho phép máy bay của IAF tấn công nhanh chóng và bất ngờ. Báo chí Israel nói rõ, hành động này là phản ứng đáp trả trước cuộc bắn phá bằng hàng trăm quả tên lửa đạn đạo vừa được Iran thực hiện nhằm vào lãnh thổ Israel, dẫn đến thiệt hại và thương vong ở một số khu vực của nước này. Các chuyên gia lưu ý rằng, gia tăng căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran đã đạt đến điểm quan trọng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ đáp trả và buộc Tehran trả giá quân đội Israel cũng ra tuyên bố sẽ trả thù Iran. Trên mạng xã hội X, IDF khẳng định sẽ chọn thời điểm chứng minh khả năng tấn công chính xác và bất ngờ của chúng tôi về phía Iran. tao chi phố Wall dẫn lời các quan chức Ả Rập đưa tin, Israel đã gửi thông điệp rõ ràng tới Iran rằng họ sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân chiến thuật hoặc dầu mỏ của nước này nếu Iran tấn công Israel. Cộng đồng quốc tế lo ngại rằng Israel có thể quyết định nhắm vào một số cơ sở hạt nhân chiến thuật của Iran. Đó là điều mà Israel đã không thực hiện sau cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4. Có thể vì họ lo lắng về cách lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban sẽ đáp trả. Thay vào đó, Israel đã chọn tấn công các hệ thống phòng thủ quân sự gần các cơ sở này. Tuy nhiên, do Hezbollah bị suy yếu đáng kể sau loạt cuộc tấn công gần đây của Israel, nguy cơ tấn công vào cơ sở hạt nhân chiến thuật của Iran có thể xảy ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller không tiết lộ Liệu chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran có phải là mục tiêu hợp pháp để Israel trả đũa sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran hay không? Ông nói rằng, một lần nữa Mỹ có kế hoạch thảo luận về những hậu quả đó với các đối tác Israel của chúng tôi trước khi chúng tôi tuyên bố một cách công khai. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ tấn công được cho là hành vi khủng bố xảy ra tại Gaza phía nam thành phố Tel Aviv của Israel. Cảnh sát mô tả đây là vụ tấn công bằng súng và dao xảy ra chỉ vài phút trước khi Iran phóng hàng trăm quả tên lửa nhằm vào một số mục tiêu quanh Tel Aviv. Báo cáo của cảnh sát Israel cho biết hai đối tượng gây ra vụ xả súng đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường và đang được coi là có liên quan đến các hành động khủng bố. Trong các hình ảnh được camera an ninh ghi lại, hai kẻ tấn công đã tới hiện trường bằng tàu điện, sau đó nổ súng vào người dân xung quanh các nhân chứng kể lại rằng tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn khi nhiều người cố gắng bỏ chạy và các nạn nhân nằm la liệt khắp nơi hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành vụ tấn công này